Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Toy Farm. Mình là Tuấn. Thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với mình, vì ngày hôm nay 12 tháng 8 chính là ngày sinh nhật của mình. Thì mình cũng sẽ lên một video mới luôn nha mọi người, hoàn toàn mới. Và đây là một mẫu sản phẩm đến từ Jakey Studio. Đây là mẫu sản phẩm có tên là Base Pop, thuộc dòng Base Pop nha mọi người, của Jakey Studio. Jakey Studio là một hãng đồ chơi lắp ráp đến từ Trung Quốc, với lịch sử làm đồ chơi lắp ráp theo dạng là sưu tập nha mọi người, nghệ thuật và sưu tập. Và đây là một em Base Pop màu xanh dương, đi kèm với lại một em thực vật. Đây, một cái bóc ạc rất là đẹp luôn. Em nhân vật chính của chúng ta, Jakey Studio, và đây là thuộc dòng sản phẩm Base Pop, và em thực vật sẽ đi kèm với chúng ta. Bên hông hộp thì có một nửa là em nhân vật chính, phía đằng sau là những chế độ chúng ta có thể tương tác được với em này, đó là cặp kính, cặp mũ phi hành gia, một cái đèn pin, một cái bình dưỡng khí được gắn đằng sau lưng em nó, và em nhân vật thực vật của chúng ta. Wow, rất là đẹp luôn, cho mọi người xem. Một màu xanh pastel đi cùng với một cam, khá là bắt mắt luôn. Đây, phía bên dưới là sẽ có tem chống hàng giả của Jakey nha mọi người. Ok. Dòng Base Pop này sẽ bao gồm hai em, một em màu xanh dương trắng và một em màu cam trắng. Thì chắc chắn rồi, mình đã sưu tập được em này, và mình sẽ tiếp tục tìm kiếm và sưu tập em màu cam trắng kia nhé. Ok, và bây giờ cùng mình vui em nó ra để xem bên trong có những gì nhé. Go. Ok, chúng ta có siêu ở đây. Ở đây, ok. Để mình xem bên trong có những gì nhé. Wow, bên trong sẽ được gói đơn giản, khá đơn giản mọi người. Bao ni lông chống sóc. Chúng ta sẽ có một bịch, hai bịch và ba bịch, bốn bịch, năm bịch, sáu bịch, bảy bịch. Ok. Ồ, một cái cạc của em nó bị cong mất rồi, không sao. Một cuốn sách hướng dẫn. Ý, đóng gói hơi sơ sài nhé, khá là nhăn nhúm. Có vẻ nó sẽ là điểm trừ của mình đối với sản phẩm này, đóng gói em nó như vậy. Ok, đẩy bịch và cái phần mắt kiến. Hình như còn một cái gì đó. Là một cái nạy những cái bát, khi mà chúng ta kẹp chúng quá chặt chúng ta không thể gỡ bằng tay được thì sẽ có cái đồ nạy nữa. Ok, những gói lắp ráp chúng ta, một cái cạc tổng thể của em nó. Cạc này nó đã bị cong rồi. Em mình đoán thì em nhân vật này sẽ là nam nha mọi người. Chữ hơi nhỏ nhỉ, nhưng không sao, chữ em nó hơi nhỏ, cho mọi người xem kỹ hơn. Ok, bỏ qua một bên. Đây, cuốn sách lắp ráp của em nó. Sau đây, đây chính là em nhân vật thứ hai nhé, có kèm một em bé ở đây, khá là hay. Ok, chúng ta sẽ xem thôi. Wow, rất giống Lego luôn mọi người. Đây là cách hướng dẫn chúng ta nạy các bạc ra, hướng dẫn lắp ráp chỉ cần hình ảnh không tiếng.
Ok. Và đó là tất cả những gì có trong hộp của em nó. Và bây giờ cùng mình ráp ráp em nó nha. Let's go. Thank you.
Ok, và mình đã quay trở lại rồi đây. Sau khi xem quá trình lắp ráp của em nó, mọi người cảm thấy như thế nào? Riêng mình thì mình rất ấn tượng với mẫu sản phẩm này luôn. Bởi vì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn toàn em nó không có một miếng sticker nào hết mọi người ạ. Tất cả những khuôn mặt cười của bé robot, những sticker hình cái cây, rồi những chi tiết thể hiện cơ khí hoàn toàn là được sơn lên luôn nha mọi người. Đây, nó có thể mở ra đây cho mọi người xem cận cảnh em nó luôn. Phần mắt, highlight mắt đều được sơn lên cái bạc chi tiết clear này luôn nha mọi người, rất là tuyệt vời. Những cái phần mắt kiến thể hiện cái chi tiết cơ khí của mắt kiến đều được sơn lên luôn, rất là tuyệt vời luôn. Mẫu sản phẩm này sau khi ráp xong thì không thể nào chê được, vì nó rất là đẹp, rất là hài hòa luôn. Màu sắc, những màu xanh pastel nhẹ như thế này đều tô điểm cho mẫu sản phẩm của chúng ta. Ok, cái đèn nó hơi sáng, để mình giảm cái đèn. Ok, đây. Những màu xanh nhạt như thế này, màu pastel rất là đẹp luôn, rất là thời thượng, ưng ý. Em nó có thể tương tác được ở những các chi tiết như sau, đó là phần mắt kiến, viền da có thể gập mở được. Phần này đều có khớp nhưng mà không gập lên được. Khớp tay có thể hoạt động không nhiều nhưng mà có thể đung đưa được, tạo các tư thế. Phần tay chỉ có xoay thôi nha mọi người. Phần bàn tay chỉ có xoay. Vâng chừng, ấy, xúc rồi. Để mình gắn lại. Ok. Đã, cho mọi người xem đằng sau. Có thanh barcode luôn. Jaya SC. Wow, những cái sticker rất là, những cái hình rất là cute hột me ở đây. Bình dưỡng khí nhá. Đây, đây là em nó. Cái phần mũ này mọi người nên gắn sát hơn, tại vì nó hơi lỏng lẻo một xíu, nhưng không sao, rất là đẹp, rất là thỏa mãn luôn. Phần chi tiết nhân vật ở bên trong em nó là một cái mái tóc vàng nha, tại vì cái mũ này che rồi, mình không thể hiện được, có thể không thể rõ ra được luôn, vì chỉ có phần này gắn vô thôi. Ý, có những một số chi tiết nó có thể hơi không ăn khớp lắm, nhưng nhìn chung thì mẫu sản phẩm này khá hợp ý mình, rất là ưng. Chất lượng nhựa thì đôi khi không bằng Lego, nhưng mà theo đánh giá của mình là chất lượng nhựa là tốt so với giá trị của sản phẩm này. Còn đây là em robo thì chúng ta cũng chỉ tương tác được bằng cách là mở nắp ra. Đây, ở trong nó có là một cây xương rồng nha mọi người, theo mình đoán là vậy. Những chi tiết cơ khí hoàn toàn được in lên luôn, rất là ok luôn. Thì đây là một mẫu sản phẩm mình được tặng nhân dịp sinh nhật, thì sắp tới có thể mình sẽ tìm và sưu tập luôn em màu cam, vì những em này nó rất là ok, rất là đẹp, bắt mắt, có thể dùng để trang trí được góc phòng của mình. Rồi, đây,
cho mọi người xem. Mình không biết cái dụng cụ này là gì, có thể là một cái đèn pin hoặc là một cái khẩu súng siêu âm, khẩu súng dò tìm gì đó, mình không rành. Sao được em nó cách nắp nắp em nó, và em nó cầm khá là ok tay nha mọi người, không quá nhẹ nhưng mà khá là chắc chắn, có thể rung rất thoải mái luôn, tương tác rất là đẹp luôn. Nếu mọi người thấy thích sản phẩm này thì hãy comment cho mình biết nhé, vì mình cũng muốn có những người bạn, có những người xem cũng có chung ý kiến với mình, hoặc là nếu bạn không thích bạn vẫn cứ comment cho mình để mình rút kinh nghiệm ở những video sau. Ok, và đó là tất cả những gì mình làm ở clip ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã thời gian qua đã luôn đồng hành cùng mình, cùng Toy Fam. Thì sắp tới mình cũng sẽ làm những video tốt hơn để phục vụ cho mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại cho mình một nút đăng ký, nút like hoặc một vài comment gì đó để mình có động lực làm ra những video tốt hơn, chất lượng hơn và tìm đến những sản phẩm mới hơn, tuyệt vời hơn để gửi đến mọi người nhé. Và bây giờ mình xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.